Tại sao khi thổi sáo thì một số bạn mới chơi hay hỏi là tại sao em thổi cứ bị xì, hoặc là có lúc thì xì nhưng có lúc thì không, mà các bạn không biết làm sao mà để khắc phục. Thì bây giờ mình sẽ nêu ra cái nguyên nhân và cách khắc phục luôn. Chúng ta biết nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ khắc phục được. Lý do thứ nhất là lý do do sáo. Không loại trừ lý do là do sáo của các bạn nó bị lỗi. Ví dụ cái miệng thổi này quá nham nhở, có thể là quá méo, méo thì cũng chưa chắc đã xì, nhưng chủ yếu là do nó nham nhở quá. Đấy, vì mua cây sáo ở chợ nó sẽ nham nhở, nó vẫn còn sơ mới sợi rồi khoét làm chở vào đây. Nguyên nhân nữa là do sáo bị nứt vỡ, thì khi thổi gió vào đây nó sẽ thoát ra ngoài hết, gió nó cứ sôi sôi. Nguyên nhân tiếp theo, lòng sáo của các bạn quá nhỏ so với tiêu chuẩn. Ví dụ tiêu chuẩn của một cây sáo đô nó sẽ khoảng là 13 mm. Cây của bạn này mua phải cái cây nó lòng nó bé quá, nó chỉ có 12 chẳng hạn. Khi đó các bạn thổi nó sẽ bị xì tiếng, đặc biệt những nốt là trầm ấy, nốt cao thì rất trong nhưng cứ xuống trầm là bị xì. Đấy là do lòng sáo quá bé. Nguyên nhân nữa cả đến là do cái nút chặn bị lệch, đặt lệch, hoặc nút chặn bị sai vị trí. Nguyên nhân do sáo ít gặp thôi. Có thể do các bạn phải mua phải cái sáo nó quá quá tồi nó mới gọi là xì. Còn là chủ yếu là do chúng ta. Thì ngay bây giờ mình sẽ đề cập đến nguyên nhân là do bản thân chúng ta như sau. Nguyên nhân này thì chúng ta cần phải khắc phục ngay này. Thứ nhất là chúng ta đặt lệch môi, miệng thổi đây. Cái miệng thổi chỗ này chúng ta không đặt, chúng ta đặt lệch nó đi một tí, thế là hơi của nó không vào trong cái miệng này mà nó cứ thoát một lượng lớn, nó thoát hơi ra ngoài. Đấy thì nó thổi, nó sẽ khi thổi nó sẽ xì. Đấy. Nguyên nhân tiếp theo, đây là nguyên nhân hay gặp nhất cho những người mới thổi, đó là môi các bạn chưa biết mím môi. Đáng lẽ người ta phải mím môi nhỏ thôi cho hơi nó vào hết trong cái miệng này, thì các bạn này hơi cái môi các bạn to đùng á, thì hơi nó gió nó thoát ra bên ngoài này quá nhiều, nó gây ra xì tiếng. Một nguyên nhân nữa, chúng ta mới tập, chúng ta bấm cái lỗ này nó không kín, bấm hở. Thì chúng ta mới tập, chúng ta chưa kiểm soát được, chúng ta thì không biết là kín hay không, chúng ta cứ cảm giác là tưởng rằng là mình đã bịt kín, nhưng thực ra chưa, nó chưa kín, nó vẫn hở. Đây, thổi nó như này. Đấy là do nó hở. Thì cứ cố thổi nó, chỉ gió nó cứ thoát ra bên ngoài. Nếu mà đã kín thì kín hẳn, mà hở thì phải hẳn, chứ kiểu cứ hở hở thế này ấy, là nó sẽ xì, nó không kêu được. Đấy thì mình vừa nêu ra các nguyên nhân ấy, và cách khắc phục rồi. Nguyên nhân thì nếu mà do sáo thì các bạn nhờ người người ta biết về sáo, người ta xác định cho, hoặc là tốt nhất nên mua một cây sáo tốt ở một nơi uy tín, thì từ đó chúng ta sẽ yên tâm. Nếu là tập thì có vấn đề gì thì chúng ta chỉ có điều chỉnh bản thân chúng ta thôi, chứ nó không phải do sáo. Thứ hai, nếu do con người thì có ba nguyên nhân. Nghĩa là đặt lạnh môi này, thì khi mà thấy xì chúng ta bỏ hẳn ra, chứ chúng ta đừng đừng cố thổi gì, chúng ta bỏ hẳn thì đặt lại từ đầu. Cứ lệch hết là bỏ, đặt lại từ đầu, Nguyên nhân thứ hai là miệng chúng ta chưa biết mím môi, hơi ra quá to. Đây. Đấy, hơi ra to là các bạn không lên quán được, các bạn cứ cố thổi nó chỉ cho chói xé xé thôi. Đấy là những kiểu của những bạn mới tập. Nguyên nhân thứ ba là do chúng ta bị chưa kín, thì chúng ta điều chỉnh bỡ lại từ đầu, làm sao cho nó kín. Đấy là ba cái lý do con người. Và bây giờ trước khi kết thúc clip, tặng các bạn một đoạn nhạc, bài nhạc Hoa, bài tên là gì nhỉ, bài của Đan Trường, mình không nhớ tên.
mình tặng demo một đoạn ngắn như thế, hôm sau mình sẽ có clip full và đầy đủ và có cả nhạc đệm luôn. Bài này mình cũng chưa nhớ tên, hẹn gặp lại các bạn trong clip bài này lần sau sẽ có tên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.